Xin chào mọi người nhé. Sạp xe Hoàng Anh, địa chỉ 999-1001 Hồng Hà, Chiêu Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số điện thoại tư vấn của mình là 0905-95-8889. Hôm nay thì xin phép lên sóng một chiếc Suzuki N150, biển kiểm soát 20C106236, cái biển quá là tươi luôn, lộc mãi tài lộc. Và chiếc này là chiếc đời chót của dòng Fuen, đời 2014 và đăng ký lần đầu năm 2014 luôn. Đấy, xe còn đầy đủ hai chìa khóa nhá. Đấy, xe còn đầy đủ hai chìa khóa. Và cái điều đặc biệt của con xe này ấy, nó là con xe chạy có 9.392 cây số thôi ạ. Con số là con số khủng luôn nhá. Đấy, mình sẽ quay ra xa để anh em cùng nhìn chiêm ngưỡng con xe trước khi mà đi vào cái chi tiết của nó. À, con xe này thì là chủ xe ra chăm xe cực kỳ kỹ lưỡng luôn. Những cái phần của sơn si là đều đã được dán ni lông đầy đủ hết. À, máy móc thì đảm bảo nguyên zin và quá đẹp rồi. Còn lại thì hình thức nó đạt trên 95% luôn. Kể cả về những cái phần Oppo biết là nó cũng không xước sắc gì cả. Thì các bác cùng nhìn đấy. Tất cả những cái phần của xe nó đẹp trên 95% luôn. Con xe mà chạy 9.300 cây số thì các bác đủ biết là nó mới đến mức độ như thế nào rồi. Đấy, nhìn cái con xe nó cứng cáp như thế này. Suen mà bây giờ như thế này thì chỉ có gặp xe máy Hoàng Anh thôi, chứ còn ra những chỗ khác thì đảm bảo không còn những con xe như thế này đâu ạ. Đây thì đi vào cái tiểu tiết cho các bác cùng nhìn luôn. Đây chính là cái đèn pha của nó này, nó sáng và nó trong vắt nhá. Đấy. Cái tem Suzuki ở dưới này thì cái tem bằng ni lông ở phía ngoài là người ta vẫn chưa bóc ra nhá. Đấy. Tai xe đây ạ. Đây là cái tai xe. Đấy. Nó gọi là tai thỏ của xe đấy. Sáng bóng nhá. Những cái con ốc các bác cùng chú ý vào những con ốc nhá. Đây. Độ mới của nó thì không phải bàn đến, những cái con ốc nó sáng choang, ốc chảng ba nó sáng choang như thế. Và đây các bác cùng nhìn nữa một phần nữa này. Cái chảng ba phía trên, ốc cổ phốt và ốc ti phuộc là chưa qua chỉnh sửa, các bác cùng nhìn nhá, ốc ti phuộc này và ốc này là ốc cổ phốt là chưa qua chỉnh sửa nhá. Con ốc nó sáng như thế này luôn và không có một vết nào luôn. Đó là một cái mà cực kỳ là hoàn tráng của con xe. Đây, những cái tay nắm của nó gần như là mới cứng nhá. Tay nắm được gần như mới cứng luôn. Những cái phần của cùm công tắc, số xiếc, mọi thứ hiện rõ ràng. Đây. Phần chảng ba các bác cùng nhìn đây, đây này, con ốc của nó này. Đây con ốc đây. Ốc của Ford đấy. Và cái phần nhôm xước như thế này thì nó gần như mới cứng này. Đấy, cái phần nhôm xước phía trên này gần như mới cứng. Tay lái sáng bóng nhá. Đây. Tất cả nó đều như mới luôn. Hai gương này. Hai gương này. Chủ xe có lắp cái gì nhỉ? Cái giá để điện thoại thôi. Còn lại thì là xe zin. Tay sách nhìn nó cũng khủng khiếp không ạ? Nó sáng rất đẹp luôn. Tem là đầy đủ, không thiếu một cái nào cả. Cái phần tem các bác cùng nhìn đây. Đời chót 2014, đăng ký 2014 luôn. Tất cả phần tem là còn zin và mới, không một vết xước nào cả. Ni lông dán kín xe luôn. Ni lông dán kín xe luôn nha các bác nhá. Đấy, ni lông là dán kín xe. Đây, bác nhìn này. Của Ford này. Đây, những con ốc như thế này nhá thì các bác cùng nhìn này, độ mới này. Phía bên tay thỏ bên tay phải này. Thụt thò quá đẹp, êm ái. Đây, các bác nhìn những cái con ốc của ốc trục nó như thế này thì đủ đánh giá cái độ mới của xe rồi đúng không ạ? Chủ xe quá kỹ lưỡng luôn. Giữ một cách kỹ lưỡng kinh khủng luôn. Các đời ngu các đời biết các thứ là như mới. Phần bên này ốc trục này, rồi ốc của cái đĩa phanh này, mọi thứ đều rất là đẹp, hoàn hảo luôn. Mỏ cầy không một vết xước nào luôn, mỏ cầy cũng dán ni lông mà không một vết xước nào luôn, cái mỏ cầy này luôn. Những con ốc treo máy này, sáng rực rỡ luôn. Củ máy thì thôi rồi luôn. Anh em nhìn kỹ lưỡng củ máy đi ạ. Thẩm củ máy đi. Củ máy nó như thế này thì biết là độ mới nó quá khủng khiếp rồi. Độ mới kính cong rồi, không có gì để chê này. Mang cá này, bưởng điện này, các con ốc này, để chân này. Đấy, để chân nhìn trông kinh khủng hoảng mới không ạ? Đấy, cần số này, báng để chân sau này. Đấy, đây
để chân sau nhá. Tem tiếc đầy đủ luôn này, không thiếu một cái nào cả. Các bác cùng nhìn này, ti thụt này. Đây, phần tem xe còn đầy đủ không thiếu. Tay xách này, tay nắm để dắt xe này, khóa treo mũ này. Yên thì lại còn được chủ xe bọc thêm một lớp yên ra phía ngoài của yên zin nữa. Cẩn thận đến mức đấy là cùng, không còn cái thể nào gọi là cẩn thận hơn được nữa rồi. Phía bên này này, đây các bác nhìn nhá, đây là đèn hậu và xi nhan zin. Nhìn cái biển nó cũng đã rất là yêu rồi. Này, ốc trục này. Đấy, vành bánh tâm nan rất là đẹp, sạch sẽ. Xe đã được vệ sinh gọn gàng hết rồi, thay dầu máy rồi, vệ sinh bảo dưỡng. Không thiếu cái phần nào cả, tất cả các hạng mục cần phải bảo dưỡng là đã làm lại luôn rồi. Chủ xe đi quá ít luôn, thay lọc gió mới này, vệ sinh lại hỏng ga này, vệ sinh lại buji này, vệ sinh hai cái má phanh này, thay dầu máy mới này, rồi kiểm tra tất cả những cái má phanh má viết rồi này, xe là sẵn sử dụng luôn nhá. Tem này, tức là không một vết xước nào trong cái nước sơn nhá. Riêng về phần nước sơn là không có một vết xước nào cả. Ốc này, ốc của tay thụt này, đấy, không có một vết xước nào luôn. Cái để chân còn được bọc bằng cái ống nhựa nước nữa này. Đấy, phần bên này, đây là phần bửa côn này. Các bác nhìn ốc treo máy nhá, đây là ốc bạc càng sau của ốc treo máy này. Đấy, sáng kính cong luôn, độ mới thì không phải bàn luôn. Tất cả những cái con ốc của nó này, ốc của phần bửa côn đấy, càng côn đều như mới nhá. Đấy, phần những cái phần đây, bác nhìn là cái phần ốc của phốt này vẫn còn xanh lè luôn và chưa qua chỉnh sửa. Những con xe mà như thế này ấy, thì thực ra là mà nói thì là mình săn xe rất là kỹ lưỡng. Tất cả những con xe mà nó đã về đến sạp xe Hoàng Anh mình thì nó đều là những con xe khá là đẹp, chất lượng, không phải bàn. Đấy, những cái điều đấy là điều mà mình cam kết với các bác nhé. Các bác mua về là ưng, là sử dụng. Đến xem xe, nếu như các bác thực sự có nhu cầu mua là các bác ưng và các bác có thể chốt xe ngay lập tức được, đảm bảo với các bác như thế. Và mình xin báo giá chiếc Suen này. Chiếc Suen đời 2014 và đăng ký lần đầu năm 2014 và chạy có 9.300 cây này đang được bên sạp xe Hoàng Anh mình bán với mức giá là 30,5 triệu nhé. Giá bán là 30,5 triệu ạ. Và giá bán đó sẽ không bao gồm chi phí sang tên và chi phí vận chuyển ạ. Mình xin nhắc lại ạ, giá bán của chiếc Suen này là 30,5 triệu, không bao gồm chi phí sang tên và chi phí vận chuyển. Anh em có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng là sạp xe Hoàng Anh, địa chỉ 999-1001 Hồng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội để xem xe. Các bác nào ở cái tỉnh xa mà chưa có điều kiện ngay lập tức trực tiếp đến xem xe ở cửa hàng ấy, thì mình kính mời và kính mong các bác xem kỹ lưỡng cái video của mình. Video thì bao giờ quay rất là cận cảnh và cẩn thận cho các bác để các bác có thể đánh giá được đến 90-95% của cái chất lượng của xe. Sau đó thì các bác có thể alo đến cho mình cái số điện thoại tư vấn của mình đây. 0905 95 8889, mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em nhé. Mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em trước khi anh em quyết định chốt xe. Rồi, thế thì mình xin cảm ơn các bác đã và đang follow cái kênh của mình. Mình xin cảm ơn các bác và mình xin các bác một nút like và một nút share, cũng như là các bác đừng quên nhấn nút chuông để có thể xem cái video mới nhất của sạp xe Hoàng Anh mình. Rồi, mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em ở video mới nhất ạ. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.